Đâu đâu? Mấy cái khóa này ví dụ như anh ấy vô nhẹ nhàng thôi chứ đừng có gắn làm mạnh quá. Chứ đừng có làm mạnh quá. Khóa chưa? Rồi cầm đứng lên lại coi. Cầm đứng lên rồi. Cầm đứng rồi. Rồi. Cái kia kiểm chưa? Để anh Nam làm đi, để anh Nam làm đi. Rồi đắp lại lại, đắp lại. Rồi rút lại đi. Rồi đầu kéo đâu? Rồi sao? Có, hôm bữa anh có mua rồi mà. Lấy vỏ bỏ vô chảnh nha.